Về khả năng bơi lội và lặn của lính đặc công nước Việt Nam thì tất cả chúng ta đều đã rõ rồi. Chuyện lặn không sủi tâm hay bơi mà không để lại đường rẽ sóng là chuyện hiển nhiên của đặc công nước. Tất nhiên, để đạt được đến trình độ đó các anh đã phải tập luyện rất gian khổ. Mới đây trên trang cá nhân, Kình Ngư Ánh Viên đăng tải clip về thử thách lặn như lính đặc công. Clip này đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú với clip của Ánh Viên, đồng thời khen ngợi sự dễ thương, xinh xắn của Ánh Viên. Các bạn nghĩ sao về clip này? Còn mình nghĩ các lính đặc công nước mà đi thi bơi lội thì hết nước chấm.